Trước năm 1975, Biên Hòa là nơi có nhiều căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ Ngụy ở miền Nam, như là sân bay Biên Hòa, Tổng kho Long Bình. 45 năm sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, hòa với nhịp phát triển chung của cả nước, Đồng Nai đã đạt được những thành tựu vượt trội trong phát triển kinh tế xã hội. Trong đó có một điểm nhấn không thể không nhắc tới, đó là sự đổi thay về diện mạo của đô thị Đồng Nai. Phường Long Bình vốn là nơi có căn cứ tổng kho Long Bình trước năm 1975, thì nay trên vùng đất này đã trở thành những khu công nghiệp hiện đại hàng đầu của nước ta. Nhà máy của tập đoàn Toshiba đầu tư tại khu công nghiệp Amanta, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa có quy mô hiện đại nhất trong các nhà máy của tập đoàn này ở Việt Nam hiện nay. Hiện giờ là hầu hết các nguyên vật liệu của chúng tôi được mua từ những công ty trong nước. Cái đó là những công ty đó cũng gián tiếp tạo ra những công ăn việc làm cho cộng đồng doanh nghiệp tại Đồng Nai, Bình Dương và các tỉnh phía Nam và cũng như một số tỉnh phía Bắc. Từ khu công nghiệp Biên Hòa 1 được hình thành đầu tiên của cả nước, đến nay thành phố Biên Hòa đã có 6 khu công nghiệp đang hoạt động, thu hút hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư. Bước sang giai đoạn mới, cùng với xu thế của cả nước, thành phố Biên Hòa đã và đang ưu tiên phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường, sử dụng ít lao động. Quá trình phát triển của Đồng Nai, Biên Hòa, thì hôm nay thì vấn đề liên quan tới kêu gọi đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài cũng như đầu tư trong nước là phải nhắm đến những cái công nghệ cao và những cái công nghệ đảm bảo chất lượng. Ngoài chú trọng phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao để Biên Hòa phát triển xứng tầm với vị trí, tiềm năng, lợi thế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, quy mô không gian đô thị phải không ngừng được mở rộng, trước mắt là đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu. Từ đó, hướng tới xây dựng đô thị Biên Hòa ngày càng văn minh, hiện đại, không chỉ là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh Đồng Nai, mà còn trở thành thành phố vệ tinh cho vùng thành phố Hồ Chí Minh.